Bây giờ em sẽ tắt súp đi và nghe không, khi không có súp anh em nhé, và khi có súp nó sẽ khác nhau như nào để anh em có thể phân biệt được nhé. Em ra sau con súp em, khi nào anh bảo vặn nhỏ cái volume súp xuống, vặn nhỏ xuống không nhé. Đây, đằng sau con súp này nó sẽ có hai volume này. Đây. Đây, volume này là volume to nhỏ súp này, đang để ở 50 nhá. Em bảo bỏ súp đi thì em vặn về không nhá. Nhá. Rồi. Đang mở súp đúng không? Đang mở súp, anh em nghe nhá. Anh em nghe khi đang mở súp nhá. Để em sẽ mở này. Bỏ súp về không, anh em nghe xem nó khác. Đấy, anh thấy sự khác nhau rất là lớn luôn anh em nhá. Anh em phải đeo tai nghe hoặc là nghe vào trên những cái bộ dàn thì nó mới thể hiện được cái tiếng súp. Còn nếu anh em nghe điện thoại thì điện thoại nó không thể hiện được cái tiếng trầm này anh em nhá. Anh em sẽ rất khó nghe thấy cái tiếng này. Ok, mở lên em, mở súp lên bình thường 50% thôi. Mời anh em nghe lại nhé, khi có súp này. Được là khi sử dụng trầm thì nó thiệt hơn cái gì, mà khi không có trầm thì nó sẽ như thế nào anh em nhé. Ok, mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ đến Nghĩa Audio để có thể tham khảo thêm những sản phẩm khác và những loại trầm khác nữa anh em nhé. Đối với dòng trầm này thì nó bán rất nhiều trong thời điểm bây giờ tại Nghĩa Audio. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp anh em có thể để lại ý kiến của mình ở phần comment ở video này anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Một lần đầu tiên đến với Nghĩa Audio thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận thêm những thông báo mới nhất về bên mình nhé. Xin chào anh em. Here.